Chào tất cả anh em đang hữu từ miền Nam miền Bắc. Thì hiện tại hôm nay ngày 2 tháng 7, shop có tuyển được 10 cây cần lua. Hiện nay là hàng tuyển ha. Anh em chơi được ngàn chiếc bãi. Thì toàn bộ trên đây đều là hàng carbon Fan Fuji. Máy ngang và máy đứng. Thì mình sẽ vào chi tiết từng cây cần cho anh em. Cái lô này có được 10 cây. Thì mình vào chi tiết cái cây cần thứ nhất cho anh em xem. Thì thứ nhất bên tay trái mình là một cây cần Daiwa. Cây Daiwa. Qua này còn rất là mới, còn nguyên vỏ bọc đây. Đây qua này thì của Thái Lan. Độ dài là 1m8, độ cứng là ML. Thì chất liệu là carbon Fan Fuji. Cây này mình đang bán với giá 1,2 triệu. Anh nào cần cứ liên hệ với shop mình ha. Hình đây qua còn khá là đẹp. Cây số 2 là một cây cần UL. Hàng UL này cũng là hàng VIP nha anh em. Và Fuji ha, cán gỗ bằng. Fan Fuji hết. Cây này UL. Thì cây này có giá là 800k. Fuji hết nha anh em, toàn bộ Fuji nha. Thì cây này có chiều dài là 2m1. Đây anh em có thể thấy thông số của nó. Cứ liên hệ với shop mình. Tiếp theo cây cần số 3 là một cây cần máy ngang. Thì cây này có chất liệu là carbon Fan Fuji. Fan này là Fuji xích luôn nha anh em, xích bóng nha. Cây này bát Fuji tâm vàng máy ngang. Cây này có chiều dài là 1m8, độ cứng là ML. Anh em có thể thấy ha, Fan Fuji. Thì cây này mình đang bán với giá là 900k. Fan Fuji 1m8, cứng ML, Fan Fuji xích, xích bóng ha. Còn khá là ok, cán gỗ bằng. Đến cây thứ tư là một cây cần Ryobi. Ryobi này thì nó đời cũng khá là chuẩn đấy. Nó là Fan Fuji một chân, chân cao ha. Cây này mình đang bán với giá 1 triệu. Ryobi dài 1m8, độ cứng mà là một số anh em tự nhìn giùm mình nha. Còn khá là đẹp. Lô này mình tuyển một số cây cho anh em chơi. Tiếp theo cây số 5 là một cây cần Bắp Bumper. Bắp Bumper này của hãng Suzumi, chất liệu là carbon Fan Fuji Gon. Fuji ha, Fuji Gon ha, xứ Gon này. Ngọn ngọn xoắn. Cây này có giá là 1 triệu. Thì cây này thông số của nó là dài 1m8, độ cứng lên là mày thấy ha. Fan này Fuji Sigon. Kế tiếp số 6 cũng là một cây Suzumi luôn. Fan
thuyền cũng là Fuji Gon, 1.8 độ kính L, tổng giá là 1 triệu. Số 7 vẫn là một cây Tsuyumi, độ cứng còn như thế luôn nha anh em, dài 1.8, độ cứng L, fan Fuji Gon. Giá vẫn là 1 triệu. Cây số 8 là một cây Daiwa Phantom. Daiwa Phantom này thì nó có chiều dài 1.8, độ cứng của nó là L. Đây thông số này cũng hay xem ha. Made in Taiwan, ROC, nội địa Nhật ha, tem đỏ đây. Thì cây này được trang bị là carbon hay da văng ít, em có thể thấy ha, fan Fuji. Thì cây này mình đang bán với giá là 1 triệu, nên nào cần hàng rất là đẹp ha. Cây số 9, số 9 là một cây cần Daiwa. Cây Daiwa này có độ cứng là ULXX, thì nó hơi cứng UL tí ha. Daiwa này thì nó cũng là đề cao, trang bị là bát Fuji, tất nhiên là phiên Fuji rồi. Cây okay, này mình đang bán với giá là 850k. Cây này có thông số như sau, nó là 7.6, thì nó là 2m28, 2m28. Cây này đặc biệt là của Made in Việt Nam xuất Nhật nha. Hàng này sản xuất tại Đà Nẵng thì chỉ trực tiếp xuất cho các thị trường Nhật thôi, ở Việt Nam là không có bán hàng này nha anh em. Đây em xuất Nhật đây. Cuối cùng là một cây lúc chết cơ. Cây lúc cơ này thì nó là một cây cần nội địa Nhật, anh em có thể thấy sơ bằng lucky may mắn đó. Nó được trang bị cái dòng fan là Fuji Gon ha. Cần này là cần máy ngang carbon xoắn toàn thân. Thì cây này mình đang bán với giá 1 triệu, fan Fuji Gon carbon xoắn. Cây này ở bên Nhật họ đã độ lại cái bu chống xoắn ha anh em, bu chống xoắn ha, chứ không phải là cái bu nguyên bản của nó là không chống xoắn, họ đã độ lại bu chống xoắn rồi. Rồi mình chào toàn thể anh em, thì lần này mình về được 10 cây, anh em cần cây nào cứ giúp mình qua số điện thoại 0976 977106, mình ship hàng tận nhà cho anh em nhé.